Ầm một tiếng, chiếc xe Tiền Khôn lái bỗng tông vào dãy phân khách trên đường. Lúc đó, tuy là ban đêm, nhưng đèn đường sáng choang. Hơn nữa, tốc độ xe không nhanh, nhưng chẳng biết vì sao tầm nhìn của Tiền Khôn trở nên hồ đồ. Ông cảm thấy tấm kính chắn gió trước mặt đầy bụi, căn bản là không nhìn ra dãy phân cách ở phía trước. Tùy theo tốc độ của xe mà dãy phân cách bị tông với mức độ tương đương, nghe chiếc xe phát ra âm thanh càng kẹt bất thường. Tiền Khôn vội đạp thắng, mới phát hiện thắng xe đã hỏng. Lúc này, con gái của ông ngồi phía sau căng thẳng la to. Ba, dừng lại đi ba, nếu không sẽ tông vào xe phía trước đó. Nhưng chiếc xe không còn nghe theo điều khiển, nó tông thẳng vào dãy phân cách. Ngay lúc này, tại khúc quanh, bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện. Xe Tiền Khôn tông tiếp vào chiếc xe hàng này rồi mới dừng lại. Màn đụng xe nguy hiểm xảy ra trước mắt đã nhanh chóng thu hút người quanh đó bu lại xem. Lúc này đã 9 giờ đêm. Mọi người đều cho rằng chắc người lái xe say rượu nên mới xảy ra tai nạn như thế. Sau trận tông đụng quá cỡ, xe Tiền Khôn toàn bộ đều biến dạng. Miếng sắt của dãy phân cách bị xiên vẹo, rách méo, de ra và chỉ vào cách đùi phải Tiền Khôn 10 cm. Nhờ vậy mà chân ông không bị thương. Ngoài trừ chóp mũi bị trầy xước, chảy máu và đùi bị sưng đỏ ra, bản thân Tiền Khôn không có gì đáng lo. Đứa con gái chỉ bị say xác nhẹ. Chập sau, có một phụ nữ trung niên, gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ thất thần, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Thấy vậy, đứa con gái tên Linh Linh vội đưa tay ngoắt và kêu lớn: Má ơi! Nhìn thấy hai cha con bình an, bà mới bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ trung niên này vốn là một Phật tử thuần thành. Bà ăn chay, niệm Phật, nghiêm trì giới luật, là một Phật tử tu hành tại gia gương mẫu, được nhiều bạn đạo cảm phục noi theo. Ai nấy đều gọi bà là Vương Giáo Sư. Từ sau khi bà học Phật rồi, trong gia đình có thay đổi lớn. Đứa con gái vốn tính phóng túng ương bướng đã bắt đầu hiếu kính cha mẹ, cũng bắt chước ăn chay niệm Phật theo. Cả nhà đồng tu, chắc chắn trí huệ xuất hiện. Chồng bà càng dốc sức ăn chay phóng sinh. Họ học Phật chưa đầy 4 năm đã trở thành một gia đình Phật hóa, sống gương mẫu và hạnh phúc đến nỗi nhiều người nhìn vào phải thèm muốn ước ao. Vì sao gia đình Phật hóa này lại gặp tai nạn bất ngờ như thế? Sự tình phát sinh bắt nguồn từ một tháng trước. Sáng hôm đó, bà Vương đi chợ, người bán rau có ý tốt tặng cho bà một mớ đậu ăn thử. Đậu này nếu ăn sống thì không ổn, bà Vương do không rành nên đã ăn sống. Kết quả bà bị thổ tả, sức khỏe suy yếu khó kham. Do máu huyết không đủ, chứng đau lưng của bà tái phát. Hay tin này rồi, tôi vốn là thầy thuốc, việc nghĩa chẳng từ nan, liền vội đến nhà bà chuẩn trị. Kết quả chứng đau lưng đã thuyên giảm. Lúc này trời đã khuya, khi tôi giả từ ra về, bà Vương liền nhờ chồng và con gái hộ tống tôi về nhà. Họ đưa tôi về xong, trên đường quay về thì xảy ra hiểm nạn như thế. Đêm đó, khi tôi nghe tin họ bị đụng xe rồi, thì suốt đêm cứ trằn trọc lo lắng, không thể nào chợp mắt được. Hôm sau, tôi mang tâm tư ấy nấy qua thăm, còn chuẩn bị cơm tối đem tới nhà họ. Điều khiến tôi kinh ngạc là, trải qua một trận tai nạn kinh hoàng như vậy, thế mà cả nhà họ Vương tâm thái rất tốt, ai nấy đều xúm nhau sám hối sát nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, đồng cảm ơn Phật lực gia trì khiến họ tội nặng được trả báo nhẹ nên mới bình an. Cả nhà họ Vương hiểu sâu sắc rằng quả báo thống khổ này nhất định là do nhân xấu kiếp xưa họ từng tạo, khó thể dung thứ. Kinh Đại Bảo Tích nói, giả sử trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội đủ thì quả báo đến liền thọ. Phật vì chúng ta tuyên thuyết chân lý thường hằng bất biến của vũ trụ, nguyên nhân xảy ra tai nạn xe bất ngờ này bắt nguồn từ một lỗi lầm thê thảm. Giờ tôi xin kể ra câu chuyện nhân quả này để mọi người thêm kiên định đạo tâm, cùng dứt ác hành thiện. Truy về nguồn cội, té ra hạt giống không lành này
được gieo vào đời Thanh. Thuở xa xưa đó, bà Vương, Tiền Khôn và đứa con gái Linh Linh đều là nam nhân, đồng kết bái huynh đệ, đối với nhau thân thiết như ruột thịt. Lúc đó, cả ba đồng làm quan cho triều đình, họ cư xử chính trực với người, không dung túng giả ngụy. Do vậy mà đắc tội với những kẻ có tâm địa tiểu nhân. Nhóm quan bụng dạ xấu xa này âm thầm cấu kết, lợi dụng trong tay đang có quyền lực đã nhiều phen ám hại, hòng loại trừ ba người này, xem họ như cái gai trong mắt. Nhưng bao lần lập mưu gian đều không đạt thành. Cuối cùng, trong một vụ xử trọng án đoạt quyền soán vị, đám quan ác này đã rắp tâm giá họa vu oan cho ba người là đồng đảng phản tặc và đang ngụy tạo vật chứng, nhân chứng đầy đủ. Kết quả, triều đình lập tức truyền lệnh truy nã. Ba người này được mật báo trước nên kịp thời đào nạn, trốn vào Thâm Sơn. Nhưng đám quan tiểu nhân không nản lòng, chúng liên kết hợp tấu với triều đình, cho bắt những bạn bè thân thích từng quan hệ mật thiết với họ đem trừng phạt nặng, làm lớp chết, lớp bị thương, gieo hoảng loạn trong lòng người, khiến cho không ai dám giúp ba người này nữa. Trốn tại Thâm Sơn hoang vu vắng bặt bóng người, cả ba kẻ hàm oan không hề hay biết chuyện này. Về sau, khi nhận được hung tin các thân hữu của mình bị liên lụy đã lãnh thảm nạn cả rồi, thì họ đồng hiểu lầm, cho là do Trương Đại Nhân, người xét xử án, đã cố ý hãm hại họ. Thực ra, Trương Đại Nhân tuyệt không phải là người xấu, ông bị ép phải xử án này. Nhưng ngay khi vừa tiếp nhận án, thì chính ông đã phái người ngầm báo tin cho ba người hay trước để họ kịp đào nạn. Do không biết rõ mình được ông âm thầm cứu nguy, nên ba người đồng phát thệ sẽ báo thù cho những người bạn bè thân thích của họ. Sau khi bàn bạc xong, vị đại ca là Linh Linh bèn phát thảo mưu kế đánh lừa Trương Đại Nhân. Họ bắn tin hẹn ông ra ngoại thành vào rừng gặp nhau, và cho nhị ca tức Tiền Khôn phục sẵn, rồi từ phía sau bất ngờ tấn công đánh úp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại ông Trương. Phần tam đệ là bà Vương đời này có bổn phận canh chừng. Thời đó, tôi là một trong những thân thích của họ. Khi tôi vào rừng chứng kiến hành động của ba anh em kết bái này, chẳng những tôi không can ngăn mà còn mang theo thức ăn tiếp tế hỗ trợ. Tôi lấy bánh bao đưa cho họ ăn. Ba người ăn no rồi thì vội đem xác ông Trương thiêu hủy và chạy trốn. Phần tôi thì giả vờ như không hay biết chuyện gì, lo di tản đi xa, bỏ về quê. Từ đó, Trương Đại Nhân bạc tin ở chốn dân gian. Vì vậy mà đời này tôi cũng phải thọ báo. Ngày tối đó, khi mang thức ăn vào trong nhà bếp cho vương cư sĩ, tôi mới cầm cốc lên chuẩn bị rót trà, thì bỗng trợt chân té nhào xuống đất, và cái cốc vụt tay văng tưng rồi rơi xuống đền gạch, kêu một tiếng nhưng không vỡ. Điều này khiến mọi người âm thầm thấm thía nhân duyên quả báo. Chúng tôi đều hiểu rõ, nếu không giờ chúng tôi đồng phát tâm tu theo Phật Pháp, thì quả báo khủng khiếp có thể tưởng tượng được. Vì nhân như thế, ắt quả phải như thế. Sau khi về nhà mình rồi, tôi ôm mãi niềm ăn năn dây dứt, thầm sám hối trong lòng, vì đời quá khứ đã từng hợp lực làm hại Trương Đại Nhân tốt bụng. Trước bệ Phật, tôi quỳ tụng bảy biến kinh Địa Tạng, thiết tha hồi hướng cầu siêu cho ông Trương. Ngày thứ ba, khi tôi tụng hồi hướng xong, đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng nói thật nhẹ. Tôi đi đây. Tôi liền bảo ông ta. Tôi mong anh quy y Tam Bảo, niệm Phật thật nhiều, dứt ác hành thiện, khéo phát đại bồ đề tâm, làm lợi ích chúng sinh. Cầu anh ngay đây được giảng sinh thiện đạo, thính pháp nghe kinh, tu hành thật tốt, sớm đến bờ giác. Qua việc này có thể biết, tất cả những gì ta gặp trong đời đều không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà do quả báo chiêu cảm thuộc về nhân gieo thuở trước. Chỉ vì chúng sinh mê muội nghiệp nặng, nhìn không thấu, vậy mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thế nên, khi đối diện với hoàn cảnh trong gai không thuận lợi,
phải bình thản tiếp nhận báo ứng, nỗ lực tạo nghiệp tốt, lo sửa lỗi, hành thiện, dốc sức tu trì để cứu chuộc lỗi xưa. Lời người dịch. Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc, vì sao gia đình Tiền Khôn biết được nguồn cội ân oán đời quá khứ? Tất nhiên, Quả Hồng thì dư biết điều này rồi, nhưng nhà Tiền Khôn là gia đình Phật hóa, tu hành nghiêm cẩn theo Phật Pháp. Nếu không biết quá khứ thông qua định lực, thì vẫn có thể mộng thấy, hoặc do người báo oán nhắc. Xin dẫn chứng bằng hai câu chuyện. Một, Phật tử Diệu Ân kể tôi nghe, chỉ có người bạn là X, cứ than thở sao mình vướng phải nợ nần khốn khổ. Vì vậy, X đã trì kinh và chí thành nguyện trước Phật, xin cho mình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đó, X nằm mộng, thấy kiếp trước mình vào nhà người, gặp món tiền rất lớn, người ta để hớ hên. X khởi tâm tham, trộm lấy, chưa kịp cất, thì bỗng có nhiều người bước vào nhà. Hoảng sợ, nên X vội lao vào nhà vệ sinh, bỏ tiền vào bồn cầu, bấm nước dội phi tan để không bị lộ tẩy là mình ăn cắp. Dù tiền đó chưa xài được, nhưng tội đã tạo thành. Do vậy mà đời này, X phải trả nợ triền miên. Thức dậy, X tỉnh ra và nguyện từ đây tu sửa đàng hoàng, không còn than thở vì nợ vô lý ập đầu nữa. Kể xong câu chuyện này, X nói, mình làm mình chịu chứ trách ai, gieo nhân xấu thì phải gặt quả không lành thôi. 2. Một người bạn khác của Diệu Ân kể rằng, đêm đó, cô đang ngồi trì chú Đại Bi, thì bỗng dưng nhìn thấu xuống địa ngục, thấy mẹ mình bị hành hình thê thảm, đang khủng khiếp về cảnh tượng địa ngục, thì cô nghe tiếng xe chồng cô chạy về và bừng tỉnh. Sau việc đó, cô phát nguyện từ đây vĩnh viễn tu hành để thoát ly cõi khổ. Đây là việc thường xảy ra, cho nên những cảnh giới kiếp trước hay cõi khác, người bình thường cũng có thể thấy đến, chứ không phải có thần thông mới biết. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê Nữ Sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0,1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thị lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hụt hạch với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa con trai. Hai cha con hễ gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói, đợi tôi lớn khôn rồi, sẽ tính sổ với ông. Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn khôn nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo Ứng Hiện Đời, trải qua kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo, con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương. Đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá. Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên, rồi gật gù xác nhận. Dạ đúng, đúng thế à. Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con, nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền, có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này, đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ, họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh.
sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới Võ Lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của Giới Võ Lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử, sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn, mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mất, là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó, con muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp, hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, con phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên. Như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối, thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói, con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua, chỉ vào phụ thân cháu bảo, đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối, thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa, con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo, thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay. Tiêu Tiểu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa, cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rày phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. Nếu bị người đánh mắng, thì phải biết tự kềm chế không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh, rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ, hãy dùng nước này rửa mắt, thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay, thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi, thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới cực lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiểu thưa, dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn, vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe,
do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên túc nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu: "Ba cũng có chỗ không đúng." Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới mừng rỡ kể lể: "Vừa lên quả xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau, câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà." Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi: "Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường, em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt." Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng lìa khổ được vui. Trong sám văn nói: "Tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng" là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: "Chư Phật thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa. Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suông không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuông, biết bao giờ mới tu thành." Giải thích: "Chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược. Hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy, muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hành chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu: "Người không vì mình trời tru đất diệt." Ý câu này là nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không,
đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói, vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại. Đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại. Ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ thập lực ca diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa. Nhờ ta ngày đêm tinh tấn nên mới đắc thiền, có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến thập lực ca diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc vân vân, chính là nương quỷ thần gá dựa mà làm ra những việc kỳ dị, nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Báo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt, thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông, họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh, họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp thí dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-la-hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai, cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị, vân vân. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác, thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gá dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người, thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo.
Còn những vị khai ngộ chứng quả thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lạy cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở, ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lạy thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên, khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật, mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn, thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều. Tất nhiên là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự, ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành mới có thể được chư Phật Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi, tu hành, thì những nghiệp sát, sinh, dâm, vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thực rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện. Danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoang lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời. Mà hễ đắc đạo thì được đa hỗ trợ, còn thất đạo thì bị cô trợ. Nghĩa là người đắc đạo không những được chư Phật Bồ Tát chúc phúc, mà ngay cả quỷ thần cũng xúm vào hỗ trợ người đắc đạo. Cho nên người đắc đạo kêu trời, trời đáp, gọi đất, đất linh. Đây chẳng phải là điều mê tín chi. Phật Bồ Tát đều dùng đại trí huệ, lực thần thông mà giáo hóa chúng sinh. Nếu phàm phu khéo đoạn dục khử ái, tu tinh tấn để minh tâm kiến tính, thì cuối cùng sẽ có một ngày tự hồi phục đủ thần thông trí huệ vốn có của mình. Lúc đó bạn sẽ kinh ngạc thốt rằng: chà, thế giới xưa nay vốn đã như vậy. Tâm phàm phu giống như mặt gương dính đầy bụi dơ, gì cũng không thể chiếu hiện. Người bắt đầu chùi bụi dơ thì chỉ cần làm bền bỉ, bất kể gương bị bụi bẩn bám dày đến đâu cũng sẽ được sạch và sáng trở lại, đến mức có thể chiếu soi cho mình lẫn người. Tôi nói gương tức là tâm. Những ai không chịu lau chùi tâm để cho tham, sân, si, mạn, nghi che lấp thì đương nhiên không thể có thần thông, nên họ không thể chiếu sáng mình, cũng không thể chiếu soi cho người. Vì vậy tạm thời người không có thần thông chẳng nên vì thấy người khác có thần thông mà tật đố phỉ báng, làm thế chỉ khiến bạn đọa vào địa ngục thôi,
chỉ cần mau mau tu, lo tịnh hóa thân, khẩu ý và sửa mình cho ráo riết, rồi có ngày bạn sẽ minh bạch hết. Chúng sinh nếu không y theo lời Phật dạy tu hành thì không thể thoát tam giới, nên phải y theo pháp Phật mà tinh tấn tu như cứu lửa cháy đầu, gấp rút dốc hết toàn lực, tha thiết hành trì. Nếu không như vậy là để đời mình trôi qua uổng phí vô ích. Sám văn. Ngày nay đại chúng nhiếp tâm suy nghĩ cho kỹ. Đã sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tịnh, lấy đó làm nẻo quy hướng. Đối với các pháp chớ để chướng ngại. Nếu bất minh bản thể, tự mình không thể làm việc phước thiện, thì khi thấy người làm thiện nên chắp tay khuyến khích, tán thán công đức, đừng sinh tâm cản trở khiến người nản chí. Nếu người không thối tâm vẫn cứ tinh tấn thì người không tổn giảm gì, chỉ có mình bị tổn phước do phí công gây chuyện, đâu có ích gì cho bản thân. Nếu đời này mình gây trở ngại cho người thì đời sau khó thông đạt được Phật đạo. Theo đó mà suy, tổn hại này rất nặng, vì ngăn trở thiện căn của người là tội rất lớn. Giải thích. Trong kinh Lăng Già, Phật bảo A Nan: nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, đây gọi là tam vô lậu học. Vì vậy, đối người tu hành chân chính cần làm chủ tâm mình, khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy lệch phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm không lăng xăng tà vậy, ắt là không tạo nghiệp. Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ cần làm chủ mình, quản tâm không hướng ác, bảo trì chính niệm, tạo thập thiện nghiệp thì tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu, nghĩa là tuy miệng có niệm Phật, trì chú, tụng kinh mà không lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu thì không có lý đó. Trong Phật môn có câu: tâm chánh tu tà pháp, tà cũng biến thành chánh. Tâm tà tu chánh pháp, chánh cũng biến thành tà. Lục độ vạn hạnh, chứ lục độ nằm ở trước, hàm nghĩa. Đây là nền tảng căn bản mà người tu cần phải hành trì cho được. Chứ vạn hạnh nằm ở phía sau là ý nói khéo nghiêm trì lục độ thì tu pháp gì cũng đều được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ chú trọng tạo phúc điền, bố thí, phóng sinh, in kinh, vân vân, mà cần phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tự thanh tịnh tâm ý. Có nhà phê bình, đó là ngoài tâm cầu pháp không thể thành tựu. Bởi căn cơ người ta có lanh có khờ, còn tùy thuộc thời cơ. Ngoài tâm cầu pháp cũng là con đường tắt của đa số người tu. Ngoài tâm cầu pháp chung quy cũng là niệm Phật tụng kinh, nhất định sẽ được Phật từ bi gia trì. Đến một khi nào đó, do nhờ thiện tri thức khai thị, hoặc nhìn thấy một đoạn kinh hay lúc đã tọa, hoặc trong mộng được chư Bồ Tát điểm hóa, bấy giờ họ có thể đột nhiên minh bạch lý đạo, quy hướng chánh đạo. Xin quý vị hãy an tâm, Phật Bồ Tát xem chúng sinh như con, không từ bỏ một chúng sinh nào. Các ngài luôn có đủ phương tiện để tiếp dẫn hóa độ. Quan trọng là chúng ta có tiếp nhận sự giáo hóa chăng? Nếu có thể y theo giáo pháp ngài dạy mà tu, thì chuyện khai ngộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sám văn. Kinh Hộ Khẩu ghi: có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ, thân phát lửa dữ, miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, trảo chạy cùng khắp. Lúc đó, ngài Mãn Túc La Hán hỏi ngạ quỷ: xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế? Ngạ quỷ đáp: kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, kêu sang không biết cho ra. Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc huýt, còn ý mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại có hối cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ, tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người.
mong ngài trở về cõi ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chứ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không cũng chỉ nên nói đức tốt của người. Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ, thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục. Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ. Giải thích: đoạn văn tả ngạ quỷ này là cảnh báo cho người chẳng nghiêm trì giới luật, chẳng giữ oai nghi, không gìn khẩu đức mà nhục người trì giới. Ngạ quỷ hướng vị La Hán sám hối, cúng diệt vô lượng tội nghiệp, có thể giúp y thoát khỏi biển khổ. Sở dĩ La Hán đến độ ngạ quỷ là nhờ lúc ngạ quỷ làm sa môn, từng có niệm Phật tụng kinh, Phật tuyệt đối chẳng bỏ rơi một chúng sinh nào. Sám văn: ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy rất là đáng sợ. Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa. Xả thân thọ thân không ngừng chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả. Đã gieo nhân quyết định phải gặt quả. Chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn cẩn trọng tu hành được phước đức vô lượng. Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi. Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện, chứ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau, dù họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam Mô Phật, thảy đều thành Phật đạo. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện, mà ta không tùy hỷ thì rất đáng thương. Chúng con từ vô thỉ đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không như vậy, thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn? Tự thân không giỏi, tu thiền định, trí huệ, hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, cả ngày toàn tạo nghiệp ác khiến không thể giải thoát. Giải thích: chỉ một tội không giữ miệng, chiêu nhiều ác báo đáng sợ như thế, huống chi là tạo nhiều tội khác nữa. Đã hiểu điều này rồi, mỗi người chúng ta cần sinh tâm hổ thẹn ăn năn. Trên thế giới hiện nay, vật dục bành trướng, vì mưu lợi, người ta không từ thủ đoạn chi, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng, đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí truyền hình đưa tin dẫy đầy, nếu gặp người bố thí phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm làm lợi cho đại chúng, thì ta phải tán thán tùy hỷ, tuy không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng cũng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hạnh. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh cho nhiều vào, thậm chí có đã tọa tĩnh tâm cũng đừng sinh chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ chính là dứt khổ, vì khổ tận cam lai. Xin kể một câu chuyện có thực để chứng minh uy lực vi diệu của việc niệm danh Phật. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại rồi nợ nần liền cầu nguyện Phật: Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật
là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, gạt người thì không bị người chê trách, khinh miễn mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy, Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên: "Thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó." Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe. Do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói: "Mấy vị y tá tốt quá,
đã ban dùng những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ, hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới Sa Di. Sa Di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định. Nếu đi xem hát, nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo, rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm. Nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang đường miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ.
Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi không chịu dừng, đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu, Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu, Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ, nếu đi ra đi vô gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu nó sẽ chuyển, sẽ hết, không biết tu nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá, thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết 3 con rắn độc nguy hiểm chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. 3 con rắn độc đó tôi tượng trưng, rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó.
nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá." Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ, cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được, 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 thì dù có cứu được.
ầm một tiếng, chiếc xe Tiền Khôn lái bỗng tông vào dãy phân khách trên đường. Lúc đó, tuy là ban đêm, nhưng đèn đường sáng choang. Hơn nữa, tốc độ xe không nhanh, nhưng chẳng biết vì sao tầm nhìn của Tiền Khôn trở nên hồ đồ. Ông cảm thấy tấm kính chắn gió trước mặt đầy bụi, căn bản là không nhìn ra dãy phân cách ở phía trước. Tùy theo tốc độ của xe mà dãy phân cách bị tông với mức độ tương đương, nghe chiếc xe phát ra âm thanh càng kẹt bất thường. Tiền Khôn vội đạp thắng, mới phát hiện thắng xe đã hỏng. Lúc này, con gái của ông ngồi phía sau căng thẳng la to. Ba, dừng lại đi ba, nếu không sẽ tông vào xe phía trước đó. Nhưng chiếc xe không còn nghe theo điều khiển, nó tông thẳng vào dãy phân cách. Ngay lúc này, tại khúc quanh, bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện. Xe Tiền Khôn tông tiếp vào chiếc xe hàng này rồi mới dừng lại. Màn đụng xe nguy hiểm xảy ra trước mắt đã nhanh chóng thu hút người quanh đó bu lại xem. Lúc này đã 9 giờ đêm. Mọi người đều cho rằng chắc người lái xe say rượu nên mới xảy ra tai nạn như thế. Sau trận tông đụng quá cỡ, xe Tiền Khôn toàn bộ đều biến dạng. Miếng sắt của dãy phân cách bị xiên vẹo, rách méo, de ra và chỉ vào cách đùi phải Tiền Khôn 10cm. Nhờ vậy mà chân ông không bị thương. Ngoài trừ chóp mũi bị trầy xước, chảy máu và đùi bị sưng đỏ ra, bản thân Tiền Khôn không có gì đáng lo. Đứa con gái chỉ bị say sát nhẹ. Chập sau, có một phụ nữ trung niên, gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ thất thần, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Thấy vậy, đứa con gái tên Linh Linh vội đưa tay ngoắt và kêu lớn. Má ơi! Nhìn thấy hai cha con bình an, bà mới bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ trung niên này vốn là một Phật tử thuần thành. Bà ăn chay, niệm Phật, nghiêm trì giới luật, là một Phật tử tu hành tại gia gương mẫu, được nhiều bạn đạo cảm phục noi theo. Ai nấy đều gọi bà là Vương Giáo Sư. Từ sau khi bà học Phật rồi, trong gia đình có thay đổi lớn. Đứa con gái vốn tính phóng túng, ương bướng, đã bắt đầu hiếu kính cha mẹ, cũng bắt chước ăn chay, niệm Phật theo. Cả nhà đồng tu, chắc chắn trí huệ xuất hiện. Chồng bà càng dốc sức ăn chay phóng sinh. Họ học Phật chưa đầy 4 năm đã trở thành một gia đình Phật hóa, sống gương mẫu và hạnh phúc đến nỗi nhiều người nhìn vào phải thèm muốn ước ao. Vì sao gia đình Phật hóa này lại gặp tai nạn bất ngờ như thế? Sự tình phát sinh bắt nguồn từ một tháng trước. Sáng hôm đó bà Vương đi chợ, người bán rau có ý tốt tặng cho bà một mớ đậu ăn thử. Đậu này nếu ăn sống thì không ổn, bà Vương do không rành nên đã ăn sống. Kết quả bà bị thổ tả, sức khỏe suy yếu khó kham. Do máu huyết không đủ, chứng đau lưng của bà tái phát. Hay tin này rồi, tôi vốn là thầy thuốc, việc nghĩa chẳng từ nan, liền vội đến nhà bà chuẩn trị. Kết quả chứng đau lưng đã thuyên giảm. Lúc này trời đã khuya, khi tôi giả từ ra về, bà Vương liền nhờ chồng và con gái hộ tống tôi về nhà. Họ đưa tôi về xong, trên đường quay về thì xảy ra hiểm nạn như thế. Đêm đó, khi tôi nghe tin họ bị đụng xe rồi, thì suốt đêm cứ trằn trọc lo lắng, không thể nào chợp mắt được. Hôm sau, tôi mang tâm tư ấy nấy qua thăm, còn chuẩn bị cơm tối đem tới nhà họ. Điều khiến tôi kinh ngạc là, trải qua một trận tai nạn kinh hoàng như vậy, thế mà cả nhà họ Vương tâm thái rất tốt, ai nấy đều xúm nhau sám hối sát nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, đồng cảm ơn Phật lực gia trì khiến họ tội nặng được trả báo nhẹ nên mới bình an. Cả nhà họ Vương hiểu sâu sắc rằng quả báo thống khổ này nhất định là do nhân xấu kiếp xưa họ từng tạo, khó thể dung thứ. Kinh Đại Bảo Tích nói, giả sử trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội đủ, thì quả báo đến liền thọ. Phật vì chúng ta tuyên thuyết chân lý thường hằng bất biến của vũ trụ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn xe bất ngờ này bắt nguồn từ một lỗi lầm thê thảm. Giờ tôi xin kể ra câu chuyện nhân quả này để mọi người thêm kiên định đạo tâm, cùng dứt ác hành thiện. Truy về nguồn cội, té ra hạt giống không lành này
được gieo vào đời Thanh. Thuở xa xưa đó, bà Vương, Tiền Khôn và đứa con gái Linh Linh đều là nam nhân, đồng kết bái huynh đệ, đối với nhau thân thiết như ruột thịt. Lúc đó, cả ba đồng làm quan cho triều đình, họ cư xử chính trực với người, không dung túng giả ngụy. Do vậy mà đắc tội với những kẻ có tâm địa tiểu nhân. Nhóm quan bụng dạ xấu xa này âm thầm cấu kết, lợi dụng trong tay đang có quyền lực đã nhiều phen ám hại, hòng loại trừ ba người này, xem họ như cái gai trong mắt. Nhưng bao lần lập mưu gian đều không đạt thành. Cuối cùng, trong một vụ xử trọng án đoạt quyền soán vị, đám quan ác này đã rắp tâm giá họa vu oan cho ba người là đồng đảng phản tặc và đang ngụy tạo vật chứng, nhân chứng đầy đủ. Kết quả, triều đình lập tức truyền lệnh truy nã. Ba người này được mật báo trước nên kịp thời đào nạn, trốn vào thâm sơn. Nhưng đám quan tiểu nhân không nản lòng, chúng liên kết hợp tấu với triều đình, cho bắt những bạn bè thân thích từng quan hệ mật thiết với họ đem trừng phạt nặng, làm lớp chết, lớp bị thương, gieo hoảng loạn trong lòng người, khiến cho không ai dám giúp ba người này nữa. Trốn tại thâm sơn hoang vu vắng bặt bóng người, cả ba kẻ hàm oan không hề hay biết chuyện này. Về sau, khi nhận được hung tin các thân hữu của mình bị liên lụy đã lãnh thảm nạn cả rồi, thì họ đồng hiểu lầm, cho là do Trương Đại Nhân, người xét xử án, đã cố ý hãm hại họ. Thực ra, Trương Đại Nhân tuyệt không phải là người xấu, ông bị ép phải xử án này. Nhưng ngay khi vừa tiếp nhận án, thì chính ông đã phái người ngầm báo tin cho ba người hay trước để họ kịp đào nạn. Do không biết rõ mình được ông âm thầm cứu nguy, nên ba người đồng phát thệ sẽ báo thù cho những người bạn bè thân thích của họ. Sau khi bàn bạc xong, vị đại ca là Linh Linh bèn phát thảo mưu kế đánh lừa Trương Đại Nhân. Họ bắn tin hẹn ông ra ngoại thành vào rừng gặp nhau, và cho nhị ca tức Tiền Khôn phục sẵn, rồi từ phía sau bất ngờ tấn công đánh úp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại ông Trương. Phần tam đệ là bà Vương đời này có bổn phận canh chừng. Thời đó, tôi là một trong những thân thích của họ. Khi tôi vào rừng, chứng kiến hành động của ba anh em kết bái này, chẳng những tôi không can ngăn, mà còn mang theo thức ăn tiếp tế hỗ trợ. Tôi lấy bánh bao đưa cho họ ăn. Ba người ăn no rồi thì vội đem xác ông Trương thiêu hủy và chạy trốn. Phần tôi thì giả vờ như không hay biết chuyện gì, lo di tản đi xa, bỏ về quê. Từ đó, Trương Đại Nhân bạc tin ở chốn dân gian. Vì vậy mà đời này tôi cũng phải thọ báo. Ngày tối đó, khi mang thức ăn vào trong nhà bếp cho vương cư sĩ, tôi mới cầm cốc lên chuẩn bị rót trà, thì bỗng trợt chân té nhào xuống đất, và cái cốc vụt tay văng tưng rồi rơi xuống nền gạch, kêu một tiếng nhưng không vỡ. Điều này khiến mọi người âm thầm thấm thía nhân duyên quả báo. Chúng tôi đều hiểu rõ, nếu không giờ chúng tôi đồng phát tâm tu theo Phật Pháp, thì quả báo khủng khiếp có thể tưởng tượng được. Vì nhân như thế, ắt quả phải như thế. Sau khi về nhà mình rồi, tôi ôm mãi niềm ăn năn dây dứt, thầm sám hối trong lòng, vì đời quá khứ đã từng hợp lực làm hại Trương Đại Nhân tốt bụng. Trước bệ Phật, tôi quỳ tụng bảy biến kinh Địa Tạng, thiết tha hồi hướng cầu siêu cho ông Trương. Ngày thứ ba, khi tôi tụng hồi hướng xong, đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng nói thật nhẹ. Tôi đi đây. Tôi liền bảo ông ta. Tôi mong anh quy y Tam Bảo, niệm Phật thật nhiều, dứt ác hành thiện, khéo phát đại bồ đề tâm, làm lợi ích chúng sinh. Cầu anh ngay đây được giảng sinh thiện đạo, thính pháp nghe kinh, tu hành thật tốt, sớm đến bờ giác. Qua việc này có thể biết, tất cả những gì ta gặp trong đời đều không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà do quả báo chiêu cảm thuộc về nhân gieo thuở trước. Chỉ vì chúng sinh mê muội nghiệp nặng, nhìn không thấu, vậy mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thế nên khi đối diện với hoàn cảnh trong gai không thuận lợi,
phải bình thản tiếp nhận báo ứng, nỗ lực tạo nghiệp tốt, lo sửa lỗi, hành thiện, dốc sức tu trì để cứu chuộc lỗi xưa. Lời người dịch. Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc, vì sao gia đình Tiền Khôn biết được nguồn cội ân oán đời quá khứ? Tất nhiên, Quả Hồng thì dư biết điều này rồi, nhưng nhà Tiền Khôn là gia đình Phật hóa, tu hành nghiêm cẩn theo Phật Pháp. Nếu không biết quá khứ thông qua định lực, thì vẫn có thể mộng thấy, hoặc do người báo oán nhắc. Xin dẫn chứng bằng hai câu chuyện. Một, Phật tử Diệu Ân kể tôi nghe, chỉ có người bạn là X cứ than thở sao mình vướng phải nợ nần khốn khổ. Vì vậy, X đã trì kinh và chí thành nguyện trước Phật, xin cho mình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đó, X nằm mộng, thấy kiếp trước mình vào nhà người, gặp món tiền rất lớn, người ta để hớ hên. X khởi tâm tham, trộm lấy, chưa kịp cất, thì bỗng có nhiều người bước vào nhà. Hoảng sợ, nên X vội lao vào nhà vệ sinh, bỏ tiền vào bồn cầu, bấm nước dội phi tan để không bị lộ tẩy là mình ăn cắp. Dù tiền đó chưa xài được, nhưng tội đã tạo thành. Do vậy mà đời này, X phải trả nợ triền miên. Thức dậy, X tỉnh ra và nguyện từ đây tu sửa đàng hoàng, không còn than thở vì nợ vô lý ập đầu nữa. Kể xong câu chuyện này, X nói, mình làm mình chịu chứ trách ai, gieo nhân xấu thì phải gặt quả không lành thôi. 2. Một người bạn khác của Diệu Ân kể rằng, đêm đó, cô đang ngồi trì chú Đại Bi, thì bỗng dưng nhìn thấu xuống địa ngục, thấy mẹ mình bị hành hình thê thảm, đang khủng khiếp về cảnh tượng địa ngục, thì cô nghe tiếng xe chồng cô chạy về và bừng tỉnh. Sau việc đó, cô phát nguyện từ đây vĩnh viễn tu hành để thoát ly cõi khổ. Đây là việc thường xảy ra, cho nên những cảnh giới kiếp trước hay cõi khác, người bình thường cũng có thể thấy đến, chứ không phải có thần thông mới biết. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0,1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thì lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hụt hạch với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa con trai. Hai cha con hễ gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói, đợi tôi lớn khôn rồi sẽ tính sổ với ông. Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn khôn nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo Ứng Hiện Đời, trải qua kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo, con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương, đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá. Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên rồi gật gù xác nhận. Dạ đúng, đúng thế à. Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con, nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này, đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ, họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh.
sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới võ lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của giới võ lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử, sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mất, là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó, con muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp, hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, con phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên. Như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối, thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói, con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua, chỉ vào phụ thân cháu bảo, đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối, thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa, con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo, thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay? Tiêu Tiếu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa, cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rày phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. Nếu bị người đánh mắng thì phải biết tự kềm chế, không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh, rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ, hãy dùng nước này rửa mắt, thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay, thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi, thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới cực lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiểu thưa, dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn, vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe,
do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên túc nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu: "Bà cũng có chỗ không đúng." Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới mừng rỡ kể lể: "Vừa lên quả xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau, câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà." Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi: "Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường, em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt." Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng, lìa khổ được vui. Trong sám văn nói, tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng, là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy, bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: "Chư Phật, thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa? Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suông không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuôi, biết bao giờ mới tu thành. Giải thích: chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược, hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy, muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hành chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu: người không vì mình trời tru đất diệt. Ý câu này là nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không,
đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói, vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại. Đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại. Ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ Thập Lực Ca Diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa. Nhờ ta ngày đêm tinh tấn nên mới đắc thiền, có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến Thập Lực Ca Diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc vân vân, chính là nương quỷ thần gá dựa mà làm ra những việc kỳ dị, nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Báo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt, thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông, họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh, họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp thí dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-la-hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai, cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị, vân vân. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác. Thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gá dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người, thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo.
Còn những vị khai ngộ chứng quả thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lạy cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lạy thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên, khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật, mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn, thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều. Tất nhiên là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự, ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành mới có thể được chư Phật Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi, tu hành, thì những nghiệp sát, sinh, dâm, vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thực rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện. Danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoang lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời. Mà hễ đắc đạo thì được đa hỗ trợ, còn thất đạo thì bị cô trợ. Nghĩa là người đắc đạo không những được chư Phật Bồ Tát chúc phúc, mà ngay cả quỷ thần cũng xúm vào hỗ trợ người đắc đạo. Cho nên người đắc đạo kêu trời, trời đáp, gọi đất, đất linh. Đây chẳng phải là điều mê tín chi. Phật Bồ Tát đều dùng đại trí huệ, lực thần thông mà giáo hóa chúng sinh. Nếu phàm phu khéo đoạn dục khử ái, tu tinh tấn để minh tâm kiến tính, thì cuối cùng sẽ có một ngày tự hồi phục đủ thần thông trí huệ vốn có của mình. Lúc đó bạn sẽ kinh ngạc thốt rằng: chà, thế giới xưa nay vốn đã như vậy. Tâm phàm phu giống như mặt gương dính đầy bụi dơ, gì cũng không thể chiếu hiện. Người bắt đầu chùi bụi dơ thì chỉ cần làm bền bỉ, bất kể gương bị bụi bẩn bám dày đến đâu cũng sẽ được sạch và sáng trở lại, đến mức có thể chiếu soi cho mình lẫn người. Tôi nói gương tức là tâm. Nhưng ai không chịu lau chùi tâm để cho tham, sân, si, mạn, nghi che lấp thì đương nhiên không thể có thần thông, nên họ không thể chiếu sáng mình, cũng không thể chiếu soi cho người. Vì vậy tạm thời người không có thần thông chẳng nên vì thấy người khác có thần thông mà tật đố phỉ báng, làm thế chỉ khiến bạn đọa vào địa ngục thôi.
chỉ cần mau mau tu, lo tịnh hóa thân, khẩu ý và sửa mình cho ráo riết, rồi có ngày bạn sẽ minh bạch hết. Chúng sinh nếu không y theo lời Phật dạy tu hành thì không thể thoát tam giới, nên phải y theo pháp Phật mà tinh tấn tu như cứu lửa cháy đầu, gấp rút dốc hết toàn lực, tha thiết hành trì. Nếu không như vậy là để đời mình trôi qua uổng phí vô ích. Sám văn. Ngày nay đại chúng nhiếp tâm suy nghĩ cho kỹ. Đã sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tịnh, lấy đó làm nẻo quy hướng. Đối với các pháp chớ để chướng ngại. Nếu bất minh bản thể, tự mình không thể làm việc phước thiện, thì khi thấy người làm thiện nên chắp tay khuyến khích, tán thán công đức, đừng sinh tâm cản trở khiến người nản chí. Nếu người không thối tâm vẫn cứ tinh tấn thì người không tổn giảm gì, chỉ có mình bị tổn phước do phí công gây chuyện, đâu có ích gì cho bản thân. Nếu đời này mình gây trở ngại cho người thì đời sau khó thông đạt được Phật đạo. Theo đó mà suy, tổn hại này rất nặng, vì ngăn trở thiện căn của người là tội rất lớn. Giải thích. Trong kinh Lăng Già, Phật bảo A Nan: nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, đây gọi là tam vô lậu học. Vì vậy, đối người tu hành chân chính cần làm chủ tâm mình, khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy lệch phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm không lăng xăng tà vậy, ắt là không tạo nghiệp. Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ cần làm chủ mình, quản tâm không hướng ác, bảo trì chính niệm, tạo thập thiện nghiệp, thì tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu, nghĩa là tuy miệng có niệm Phật, trì chú, tụng kinh, mà không lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu thì không có lý đó. Trong Phật môn có câu: tâm chánh tu tà pháp, tà cũng biến thành chánh. Tâm tà tu chánh pháp, chánh cũng biến thành tà. Lục độ vạn hạnh, chứ lục độ nằm ở trước, hàm nghĩa. Đây là nền tảng căn bản mà người tu cần phải hành trì cho được. Chứ vạn hạnh nằm ở phía sau là ý nói khéo nghiêm trì lục độ thì tu pháp gì cũng đều được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ chú trọng tạo phúc điền, bố thí, phóng sinh, in kinh, vân vân, mà cần phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tự thanh tịnh tâm ý. Có nhà phê bình, đó là ngoài tâm cầu pháp không thể thành tựu. Bởi căn cơ người ta có lanh có khờ, còn tùy thuộc thời cơ. Ngoài tâm cầu pháp cũng là con đường tắt của đa số người tu. Ngoài tâm cầu pháp chung quy cũng là niệm Phật tụng kinh, nhất định sẽ được Phật từ bi gia trì. Đến một khi nào đó, do nhờ thiện tri thức khai thị, hoặc nhìn thấy một đoạn kinh hay lúc đã tọa, hoặc trong mộng được chư Bồ Tát điểm hóa, bấy giờ họ có thể đột nhiên minh bạch lý đạo, quy hướng chánh đạo. Xin quý vị hãy an tâm, Phật Bồ Tát xem chúng sinh như con, không từ bỏ một chúng sinh nào. Các ngài luôn có đủ phương tiện để tiếp dẫn hóa độ. Quan trọng là chúng ta có tiếp nhận sự giáo hóa chăng? Nếu có thể y theo giáo pháp ngài dạy mà tu, thì chuyện khai ngộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sám văn. Kinh Hộ Khẩu ghi: có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ, thân phát lửa dữ, miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, trảo chạy cùng khắp. Lúc đó, ngài Mãn Túc La Hán hỏi ngạ quỷ: xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế? Ngạ quỷ đáp: kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, kêu sang không biết cho ra. Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc huých, còn ý mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại có hối cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ, tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người.
mong ngài trở về cõi ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chớ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không cũng chỉ nên nói đức tốt của người. Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ, thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục. Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ. Giải thích: đoạn văn tả ngạ quỷ này là cảnh báo cho người chẳng nghiêm trì giới luật, chẳng giữ oai nghi, không gìn khẩu đức mà nhục người trì giới. Ngạ quỷ hướng vị La Hán sám hối, cúng diệt vô lượng tội nghiệp, có thể giúp y thoát khỏi biển khổ. Sở dĩ La Hán đến độ ngạ quỷ là nhờ lúc ngạ quỷ làm sa môn từng có niệm Phật tụng kinh, Phật tuyệt đối chẳng bỏ rơi một chúng sinh nào. Sám văn: ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy rất là đáng sợ. Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa. Xả thân, thọ thân không ngừng chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả. Đã gieo nhân, quyết định phải gặt quả. Chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn, cẩn trọng tu hành được phước đức vô lượng. Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi. Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện, chớ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau, dù họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm. Vì vậy kinh Pháp Hoa dạy, nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam Mô Phật, thảy đều thành Phật đạo. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện mà ta không tùy hỷ thì rất đáng thương. Chúng con từ vô thỉ đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không như vậy thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn? Tự thân không giỏi, tu thiền định, trí huệ, hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, cả ngày toàn tạo nghiệp ác khiến không thể giải thoát. Giải thích: chỉ một tội không giữ miệng, chiêu nhiều ác báo đáng sợ như thế, huống chi là tạo nhiều tội khác nữa. Đã hiểu điều này rồi, mỗi người chúng ta cần sinh tâm hổ thẹn ăn năn. Trên thế giới hiện nay, vật dục bành trướng, vì mưu lợi, người ta không từ thủ đoạn chi, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng, đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí truyền hình đưa tin dẫy đầy, nếu gặp người bố thí phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm làm lợi cho đại chúng, thì ta phải tán thán tùy hỷ, tuy không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng cũng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hạnh. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh cho nhiều vào, thậm chí có đã tọa tĩnh tâm cũng đừng sinh chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ chính là dứt khổ, vì khổ tận cam lai. Xin kể một câu chuyện có thực để chứng minh uy lực vi diệu của việc niệm danh Phật. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật
là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách khinh miễn mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy, Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặp quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá,
đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn, đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ. Hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy, tuân theo, hành theo, nên chúng ta hết khổ. Gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ.
Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc, cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặn tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặn ban đầu không thực hiện được thì chặn thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi không chịu dừng, đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu, Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu, Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc. Nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết 3 con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. 3 con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó.
nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá." Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được, 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 thì dù có cứu được.
ầm một tiếng, chiếc xe Tiền Khôn lái bỗng tông vào dãy phân khách trên đường. Lúc đó, tuy là ban đêm, nhưng đèn đường sáng choang. Hơn nữa, tốc độ xe không nhanh, nhưng chẳng biết vì sao tầm nhìn của Tiền Khôn trở nên hồ đồ. Ông cảm thấy tấm kính chắn gió trước mặt đầy bụi, căn bản là không nhìn ra dãy phân cách ở phía trước. Tùy theo tốc độ của xe mà dãy phân cách bị tông với mức độ tương đương, nghe chiếc xe phát ra âm thanh càng kẹt bất thường. Tiền Khôn vội đạp thắng, mới phát hiện thắng xe đã hỏng. Lúc này, con gái của ông ngồi phía sau căng thẳng la to. Ba, dừng lại đi ba, nếu không sẽ tông vào xe phía trước đó. Nhưng chiếc xe không còn nghe theo điều khiển, nó tông thẳng vào dãy phân cách. Ngay lúc này, tại khúc quanh, bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện. Xe Tiền Khôn tông tiếp vào chiếc xe hàng này rồi mới dừng lại. Màn đụng xe nguy hiểm xảy ra trước mắt đã nhanh chóng thu hút người quanh đó bu lại xem. Lúc này đã 9 giờ đêm. Mọi người đều cho rằng chắc người lái xe say rượu nên mới xảy ra tai nạn như thế. Sau trận tông đụng quá cỡ, xe Tiền Khôn toàn bộ đều biến dạng. Miếng sắt của dãy phân cách bị xiên vẹo, rách méo, de ra và chỉ vào cách đùi phải Tiền Khôn 10 cm. Nhờ vậy mà chân ông không bị thương. Ngoài trừ chóp mũi bị trầy xước, chảy máu và đùi bị sưng đỏ ra, bản thân Tiền Khôn không có gì đáng lo. Đứa con gái chỉ bị say xác nhẹ. Chập sau, có một phụ nữ trung niên, gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ thất thần, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Thấy vậy, đứa con gái tên Linh Linh vội đưa tay ngoắt và kêu lớn: Má ơi! Nhìn thấy hai cha con bình an, bà mới bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ trung niên này vốn là một Phật tử thuần thành. Bà ăn chay, niệm Phật, nghiêm trì giới luật, là một Phật tử tu hành tại gia gương mẫu, được nhiều bạn đạo cảm phục noi theo. Ai nấy đều gọi bà là Vương Giáo Sư. Từ sau khi bà học Phật rồi, trong gia đình có thay đổi lớn. Đứa con gái vốn tính phóng túng ương bướng đã bắt đầu hiếu kính cha mẹ, cũng bắt chước ăn chay niệm Phật theo. Cả nhà đồng tu, chắc chắn trí huệ xuất hiện. Chồng bà càng dốc sức ăn chay phóng sinh. Họ học Phật chưa đầy 4 năm đã trở thành một gia đình Phật hóa, sống gương mẫu và hạnh phúc đến nỗi nhiều người nhìn vào phải thèm muốn ước ao. Vì sao gia đình Phật hóa này lại gặp tai nạn bất ngờ như thế? Sự tình phát sinh bắt nguồn từ 1 tháng trước. Sáng hôm đó bà Vương đi chợ, người bán rau có ý tốt tặng cho bà một mớ đậu ăn thử. Đậu này nếu ăn sống thì không ổn, bà Vương do không rành nên đã ăn sống. Kết quả bà bị thổ tả, sức khỏe suy yếu khó kham. Do máu huyết không đủ, chứng đau lưng của bà tái phát. Hay tin này rồi, tôi vốn là thầy thuốc, việc nghĩa chẳng từ nan, liền vội đến nhà bà chuẩn trị. Kết quả chứng đau lưng đã thuyên giảm. Lúc này trời đã khuya, khi tôi giả từ ra về, bà Vương liền nhờ chồng và con gái hộ tống tôi về nhà. Họ đưa tôi về xong, trên đường quay về thì xảy ra hiểm nạn như thế. Đêm đó, khi tôi nghe tin họ bị đụng xe rồi, thì suốt đêm cứ trằn trọc lo lắng, không thể nào chợp mắt được. Hôm sau, tôi mang tâm tư ấy nấy qua thăm, còn chuẩn bị cơm tối đem tới nhà họ. Điều khiến tôi kinh ngạc là, trải qua một trận tai nạn kinh hoàng như vậy, thế mà cả nhà họ Vương tâm thái rất tốt, ai nấy đều xúm nhau sám hối sát nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, đồng cảm ơn Phật lực gia trì khiến họ tội nặng được trả báo nhẹ nên mới bình an. Cả nhà họ Vương hiểu sâu sắc rằng quả báo thống khổ này nhất định là do nhân xấu kiếp xưa họ từng tạo, khó thể dung thứ. Kinh Đại Bảo Tích nói, giả sử trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội đủ thì quả báo đến liền thọ. Phật vì chúng ta tuyên thuyết chân lý thường hằng bất biến của vũ trụ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn xe bất ngờ này bắt nguồn từ một lỗi lầm thê thảm. Giờ tôi xin kể ra câu chuyện nhân quả này để mọi người thêm kiên định đạo tâm, cùng dứt ác hành thiện. Truy về nguồn cội, té ra hạt giống không lành này
được gieo vào đời Thanh. Thuở xa xưa đó, bà Vương, Tiền Khôn và đứa con gái Linh Linh đều là nam nhân, đồng kết bái huynh đệ, đối với nhau thân thiết như ruột thịt. Lúc đó, cả ba đồng làm quan cho triều đình, họ cư xử chính trực với người, không dung túng giả ngụy. Do vậy mà đắc tội với những kẻ có tâm địa tiểu nhân. Nhóm quan bùn dạ xấu xa này âm thầm cấu kết, lợi dụng trong tay đang có quyền lực, đã nhiều phen ám hại, hòng loại trừ ba người này, xem họ như cái gai trong mắt. Nhưng bao lần lập mưu gian đều không đạt thành. Cuối cùng, trong một vụ xử trọng án đoạt quyền soán vị, đám quan ác này đã rắp tâm giá họa vu oan cho ba người là đồng đảng phản tặc và đang ngụy tạo vật chứng, nhân chứng đầy đủ. Kết quả, triều đình lập tức truyền lệnh truy nã. Ba người này được mật báo trước nên kịp thời đào nạn, trốn vào thâm sơn. Nhưng đám quan tiểu nhân không nản lòng, chúng liên kết hợp tấu với triều đình, cho bắt những bạn bè thân thích từng quan hệ mật thiết với họ đem trừng phạt nặng, làm lớp chết, lớp bị thương, gieo hoảng loạn trong lòng người, khiến cho không ai dám giúp ba người này nữa. Trốn tại thâm sơn hoang vu vắng bặt bóng người, cả ba kẻ hàm oan không hề hay biết chuyện này. Về sau, khi nhận được hung tin các thân hữu của mình bị liên lụy, đã lãnh thảm nạn cả rồi, thì họ đồng hiểu lầm, cho là do Trương Đại Nhân, người xét xử án, đã cố ý hãm hại họ. Thực ra, Trương Đại Nhân tuyệt không phải là người xấu, ông bị ép phải xử án này. Nhưng ngay khi vừa tiếp nhận án, thì chính ông đã phái người ngầm báo tin cho ba người hay trước, để họ kịp đào nạn. Do không biết rõ mình được ông âm thầm cứu nguy, nên ba người đồng phát thệ sẽ báo thù cho những người bạn bè thân thích của họ. Sau khi bàn bạc xong, vị đại ca là Linh Linh bèn phát thảo mưu kế đánh lừa Trương Đại Nhân. Họ bắn tin hẹn ông ra ngoại thành vào rừng gặp nhau, và cho nhị ca tức Tiền Khôn phục sẵn, rồi từ phía sau bất ngờ tấn công đánh úp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại ông Trương. Phần tam đệ là bà Vương đời này có bổn phận canh chừng. Thời đó, tôi là một trong những thân thích của họ. Khi tôi vào rừng, chứng kiến hành động của ba anh em kết bái này, chẳng những tôi không can ngăn, mà còn mang theo thức ăn tiếp tế hỗ trợ. Tôi lấy bánh bao đưa cho họ ăn. Ba người ăn no rồi, thì vội đem xác ông Trương thiêu hủy và chạy trốn. Phần tôi thì giả vờ như không hay biết chuyện gì, lo di tản đi xa, bỏ về quê. Từ đó, Trương Đại Nhân bạc tin ở chốn dân gian. Vì vậy mà đời này tôi cũng phải thọ báo. Ngày tối đó, khi mang thức ăn vào trong nhà bếp cho vương cư sĩ, tôi mới cầm cốc lên chuẩn bị rót trà, thì bỗng trợt chân té nhào xuống đất, và cái cốc vụt tay văng tưng rồi rơi xuống đền gạch, kêu một tiếng nhưng không vỡ. Điều này khiến mọi người âm thầm thấm thía nhân duyên quả báo. Chúng tôi đều hiểu rõ, nếu không nhờ chúng tôi đồng phát tâm tu theo Phật Pháp, thì quả báo khủng khiếp có thể tưởng tượng được. Vì nhân như thế, ắt quả phải như thế. Sau khi về nhà mình rồi, tôi ôm mãi niềm ăn năn dây dứt, thầm sám hối trong lòng, vì đời quá khứ đã từng hợp lực làm hại Trương Đại Nhân tốt bụng. Trước bệ Phật, tôi quỳ tụng bảy biến kinh Địa Tạng, thiết tha hồi hướng cầu siêu cho ông Trương. Ngày thứ ba, khi tôi tụng hồi hướng xong, đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng nói thật nhẹ. Tôi đi đây. Tôi liền bảo ông ta. Tôi mong anh quy y Tam Bảo, niệm Phật thật nhiều, dứt ác hành thiện, khéo phát đại bồ đề tâm, làm lợi ích chúng sinh. Cầu anh ngay đây được giảng sinh thiện đạo, thính pháp nghe kinh, tu hành thật tốt, sớm đến bờ giác. Qua việc này có thể biết, tất cả những gì ta gặp trong đời đều không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà do quả báo chiêu cảm thuộc về nhân gieo thuở trước. Chỉ vì chúng sinh mê muội nghiệp nặng, nhìn không thấu, vậy mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thế nên khi đối diện với hoàn cảnh trong gai không thuận lợi,
phải bình thản tiếp nhận báo ứng, nỗ lực tạo nghiệp tốt, lo sửa lỗi, hành thiện, dốc sức tu trì để cứu chuộc lỗi xưa. Lời người dịch. Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc, vì sao gia đình Tiền Khôn biết được nguồn cội ân oán đời quá khứ? Tất nhiên, Quả Hồng thì dư biết điều này rồi, nhưng nhà Tiền Khôn là gia đình Phật hóa, tu hành nghiêm cẩn theo Phật Pháp. Nếu không biết quá khứ thông qua định lực, thì vẫn có thể mộng thấy, hoặc do người báo oán nhắc. Xin dẫn chứng bằng hai câu chuyện. Một, Phật tử Diệu Ân kể tôi nghe, chỉ có người bạn là X cứ than thở sao mình vướng phải nợ nần khốn khổ. Vì vậy, X đã trì kinh và chí thành nguyện trước Phật, xin cho mình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đó, X nằm mộng, thấy kiếp trước mình vào nhà người, gặp món tiền rất lớn, người ta để hớ hên. X khởi tâm tham, trộm lấy, chưa kịp cất, thì bỗng có nhiều người bước vào nhà. Hoảng sợ, nên X vội lao vào nhà vệ sinh, bỏ tiền vào bồn cầu, bấm nước dội phi tang để không bị lộ tẩy là mình ăn cắp. Dù tiền đó chưa xài được, nhưng tội đã tạo thành. Do vậy mà đời này, X phải trả nợ triền miên. Thức dậy, X tỉnh ra và nguyện từ đây tu sửa đàng hoàng, không còn than thở vì nợ vô lý ập đầu nữa. Kể xong câu chuyện này, X nói, mình làm mình chịu chứ trách ai, gieo nhân xấu thì phải gặt quả không lành thôi. 2. Một người bạn khác của Diệu Ân kể rằng, đêm đó, cô đang ngồi trì chú Đại Bi, thì bỗng dưng nhìn thấu xuống địa ngục, thấy mẹ mình bị hành hình thê thảm, đang khủng khiếp về cảnh tượng địa ngục, thì cô nghe tiếng xe chồng cô chạy về và bừng tỉnh. Sau việc đó, cô phát nguyện từ đây vĩnh viễn tu hành để thoát ly cõi khổ. Đây là việc thường xảy ra, cho nên những cảnh giới kiếp trước hay cõi khác, người bình thường cũng có thể thấy đến, chứ không phải có thần thông mới biết. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0,1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thì lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hụt hặc với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa con trai. Hai cha con hễ gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói, đợi tôi lớn khôn rồi, sẽ tính sổ với ông. Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn khôn nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo Ứng Hiện Đời, trải qua kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo, con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương, đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá. Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên, rồi gật gù xác nhận. Dạ đúng, đúng thế à. Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con, nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này, đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ, họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh.
sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới Võ Lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của Giới Võ Lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử, sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn, mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mắt, là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó, có muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp, hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, con phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên. Như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối, thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói, con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua, chỉ vào phụ thân cháu bảo, đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối, thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa, con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo, thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay? Tiêu Tiếu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa, cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rày phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. Nếu bị người đánh mắng thì phải biết tự kềm chế, không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh, rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ, hãy dùng nước này rửa mắt, thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay, thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi, thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới cực lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiếu thưa, dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn, vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe,
do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên túc nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu: "Ba cũng có chỗ không đúng." Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới mừng rỡ kể lể: "Vừa lên quả xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau, câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà." Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi: "Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường, em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt." Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng lìa khổ được vui. Trong sám văn nói: "Tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng", là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy, bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: "Chư Phật, thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa? Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suông không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuôi, biết bao giờ mới tu thành. Giải thích: chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược, hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy: muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hạnh chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu: người không vì mình trời tru đất diệt. Ý câu này là nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không,
đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói, vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại. Đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại. Ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ thập lực ca diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa. Nhờ ta ngày đêm tinh tấn nên mới đắc thiền, có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến thập lực ca diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc vân vân, chính là nương quỷ thần gá dựa mà làm ra những việc kỳ dị, nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Báo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt, thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông. Họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh. Họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên, người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính, cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-La-Hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai, cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị, vân vân. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác. Thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gá dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo.
Còn những vị khai ngộ chứng quả thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lạy cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lạy thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên, khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật, mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn, thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều. Tất nhiên là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự, ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành mới có thể được chư Phật Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi, tu hành, thì những nghiệp sát, sinh, dâm vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thực rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện, danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoang lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời. Mà hễ đắc đạo thì được đa hỗ trợ, còn thất đạo thì bị cô trợ. Nghĩa là người đắc đạo không những được chư Phật Bồ Tát chúc phúc, mà ngay cả quỷ thần cũng xúm vào hỗ trợ người đắc đạo. Cho nên người đắc đạo kêu trời, trời đáp, gọi đất, đất linh. Đây chẳng phải là điều mê tín chi. Phật Bồ Tát đều dùng đại trí huệ, lực thần thông mà giáo hóa chúng sinh. Nếu phàm phu khéo đoạn dục khử ái, tu tinh tấn để minh tâm kiến tính, thì cuối cùng sẽ có một ngày tự hồi phục đủ thần thông trí huệ vốn có của mình. Lúc đó bạn sẽ kinh ngạc thốt rằng: chà, thế giới xưa nay vốn đã như vậy. Tâm phàm phu giống như mặt gương dính đầy bụi dơ, gì cũng không thể chiếu hiện. Người bắt đầu chùi bụi dơ thì chỉ cần làm bền bỉ, bất kể gương bị bụi bẩn bám dày đến đâu cũng sẽ được sạch và sáng trở lại, đến mức có thể chiếu soi cho mình lẫn người. Tôi nói gương tức là tâm. Nhưng ai không chịu lau chùi tâm để cho tham, sân, si, mạn, nghi che lấp thì đương nhiên không thể có thần thông, nên họ không thể chiếu sáng mình, cũng không thể chiếu soi cho người. Vì vậy tạm thời người không có thần thông chẳng nên vì thấy người khác có thần thông mà tật đố phỉ báng, làm thế chỉ khiến bạn đọa vào địa ngục thôi.
chỉ cần mau mau tu, lo tịnh hóa thân, khẩu ý và sửa mình cho ráo riết, rồi có ngày bạn sẽ minh bạch hết. Chúng sinh nếu không y theo lời Phật dạy tu hành thì không thể thoát tam giới, nên phải y theo pháp Phật mà tinh tấn tu như cứu lửa cháy đầu, gấp rút dốc hết toàn lực, tha thiết hành trì. Nếu không như vậy là để đời mình trôi qua uổng phí vô ích. Sám văn. Ngày nay đại chúng nhiếp tâm suy nghĩ cho kỹ. Đã sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tịnh, lấy đó làm nẻo quy hướng. Đối với các pháp chớ để chướng ngại. Nếu bất minh bản thể, tự mình không thể làm việc phước thiện, thì khi thấy người làm thiện nên chắp tay khuyến khích, tán thán công đức, đừng sinh tâm cản trở khiến người nản chí. Nếu người không thối tâm vẫn cứ tinh tấn thì người không tổn giảm gì, chỉ có mình bị tổn phước do phí công gây chuyện, đâu có ích gì cho bản thân. Nếu đời này mình gây trở ngại cho người thì đời sau khó thông đạt được Phật đạo. Theo đó mà suy, tổn hại này rất nặng, vì ngăn trở thiện căn của người là tội rất lớn. Giải thích. Trong kinh Lăng Già, Phật bảo A Nan: nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Đây gọi là tam vô lậu học. Vì vậy, đối người tu hành chân chính cần làm chủ tâm mình, khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy lệch phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm không lăng xăng tà vậy, ắt là không tạo nghiệp. Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ cần làm chủ mình, quản tâm không hướng ác, bảo trì chính niệm, tạo thập thiện nghiệp thì tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu, nghĩa là tuy miệng có niệm Phật, trì chú, tụng kinh mà không lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu thì không có lý đó. Trong Phật môn có câu: tâm chánh tu tà pháp, tà cũng biến thành chánh. Tâm tà tu chánh pháp, chánh cũng biến thành tà. Lục độ vạn hạnh, chứ lục độ nằm ở trước, hàm nghĩa. Đây là nền tảng căn bản mà người tu cần phải hành trì cho được. Chứ vạn hạnh nằm ở phía sau là ý nói khéo nghiêm trì lục độ thì tu pháp gì cũng đều được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ chú trọng tạo phúc điền, bố thí, phóng sinh, in kinh, vân vân, mà cần phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tự thanh tịnh tâm ý. Có nhà phê bình, đó là ngoài tâm cầu pháp không thể thành tựu. Bởi căn cơ người ta có lanh có khờ, còn tùy thuộc thời cơ. Ngoài tâm cầu pháp cũng là con đường tắt của đa số người tu. Ngoài tâm cầu pháp chung quy cũng là niệm Phật tụng kinh, nhất định sẽ được Phật từ bi gia trì. Đến một khi nào đó, do nhờ thiện tri thức khai thị, hoặc nhìn thấy một đoạn kinh hay lúc đã tọa, hoặc trong mộng được chư Bồ Tát điểm hóa, bấy giờ họ có thể đột nhiên minh bạch lý đạo, quy hướng chánh đạo. Xin quý vị hãy an tâm, Phật Bồ Tát xem chúng sinh như con, không từ bỏ một chúng sinh nào. Các ngài luôn có đủ phương tiện để tiếp dẫn hóa độ. Quan trọng là chúng ta có tiếp nhận sự giáo hóa chăng? Nếu có thể y theo giáo pháp ngài dạy mà tu, thì chuyện khai ngộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sám văn. Kinh Hộ Khẩu ghi: có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ, thân phát lửa dữ, miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, trảo chạy cùng khắp. Lúc đó, ngài Mãn Túc La Hán hỏi ngạ quỷ: xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế? Ngạ quỷ đáp: kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, kêu sang không biết cho ra. Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc huýt, còn ý mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại con hôi cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ, tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người.
mong ngài trở về cõi ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chứ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không cũng chỉ nên nói đức tốt của người. Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ, thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục. Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ. Giải thích: đoạn văn tả ngạ quỷ này là cảnh báo cho người chẳng nghiêm trì giới luật, chẳng giữ oai nghi, không gìn khẩu đức mà nhục người trì giới. Ngạ quỷ hướng vị La Hán sám hối, cúng diệt vô lượng tội nghiệp, có thể giúp y thoát khỏi biển khổ. Sở dĩ La Hán đến độ ngạ quỷ là nhờ lúc ngạ quỷ làm sa môn từng có niệm Phật tụng kinh, Phật tuyệt đối chẳng bỏ rơi một chúng sinh nào. Sám văn: ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy rất là đáng sợ. Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa. Xả thân, thọ thân không ngừng chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả. Đã gieo nhân, quyết định phải gặt quả. Chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn cẩn trọng tu hành được phước đức vô lượng. Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi. Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện chứ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau, dù họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm. Vì vậy kinh Pháp Hoa dạy, nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam Mô Phật, thảy đều thành Phật đạo. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện mà ta không tùy hỷ thì rất đáng thương. Chúng con từ vô thủy đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không như vậy thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn? Tự thân không giỏi, tu thiền định, trí huệ, hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, cả ngày toàn tạo nghiệp ác khiến không thể giải thoát. Giải thích: chỉ một tội không giữ miệng, chiêu nhiều ác báo đáng sợ như thế, huống chi là tạo nhiều tội khác nữa. Đã hiểu điều này rồi, mỗi người chúng ta cần sinh tâm hổ thẹn ăn năn. Trên thế giới hiện nay, vật dục bành trướng, vì mưu lợi, người ta không từ thủ đoạn chi, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng, đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí truyền hình đưa tin dẫy đầy, nếu gặp người bố thí phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm làm lợi cho đại chúng, thì ta phải tán thán tùy hỷ, tuy không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng cũng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hạnh. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh cho nhiều vào, thậm chí có đã tọa tĩnh tâm cũng đừng sinh chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ chính là dứt khổ, vì khổ tận cam lai. Xin kể một câu chuyện có thực để chứng minh uy lực vi diệu của việc niệm danh Phật. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật
là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy, Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặp quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá,
đã băng dùng những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu. Nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ. Hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ. Gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới. Nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc, vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch, an định. Nếu đi xem hát, nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo, rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm. Nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ.
do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc, cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặn tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặn ban đầu không thực hiện được thì chặn thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham. Nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua, bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn, mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham, sân, si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lảm vảm trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết 3 con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. 3 con rắn độc đó tôi tượng trưng, rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó.
nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi, nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá." Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đản, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu. Thì dù có cứu được.
ầm một tiếng, chiếc xe Tiền Khôn lái bỗng tông vào dãy phân khách trên đường. Lúc đó, tuy là ban đêm, nhưng đèn đường sáng choang. Hơn nữa, tốc độ xe không nhanh, nhưng chẳng biết vì sao tầm nhìn của Tiền Khôn trở nên hồ đồ. Ông cảm thấy tấm kính chắn gió trước mặt đầy bụi, căn bản là không nhìn ra dãy phân cách ở phía trước. Tùy theo tốc độ của xe mà dãy phân cách bị tông với mức độ tương đương, nghe chiếc xe phát ra âm thanh càng kẹt bất thường. Tiền Khôn vội đạp thắng, mới phát hiện thắng xe đã hỏng. Lúc này, con gái của ông ngồi phía sau căng thẳng la to. Ba, dừng lại đi ba, nếu không sẽ tông vào xe phía trước đó. Nhưng chiếc xe không còn nghe theo điều khiển, nó tông thẳng vào dãy phân cách. Ngay lúc này, tại khúc quanh, bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện. Xe Tiền Khôn tông tiếp vào chiếc xe hàng này rồi mới dừng lại. Màn đụng xe nguy hiểm xảy ra trước mắt đã nhanh chóng thu hút người quanh đó bu lại xem. Lúc này đã 9 giờ đêm. Mọi người đều cho rằng chắc người lái xe say rượu nên mới xảy ra tai nạn như thế. Sau trận tông đụng quá cỡ, xe Tiền Khôn toàn bộ đều biến dạng. Miếng sắt của dãy phân cách bị xiên vẹo, rách méo, de ra và chỉ vào cách đùi phải Tiền Khôn 10 cm. Nhờ vậy mà chân ông không bị thương. Ngoài trừ chóp mũi bị trầy xước, chảy máu và đùi bị sưng đỏ ra, bản thân Tiền Khôn không có gì đáng lo. Đứa con gái chỉ bị say xác nhẹ. Chập sau, có một phụ nữ trung niên, gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ thất thần, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Thấy vậy, đứa con gái tên Linh Linh vội đưa tay ngoắt và kêu lớn: Má ơi! Nhìn thấy hai cha con bình an, bà mới bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ trung niên này vốn là một Phật tử thuần thành. Bà ăn chay, niệm Phật, nghiêm trì giới luật, là một Phật tử tu hành tại gia gương mẫu, được nhiều bạn đạo cảm phục noi theo. Ai nấy đều gọi bà là Vương Giáo Sư. Từ sau khi bà học Phật rồi, trong gia đình có thay đổi lớn. Đứa con gái vốn tính phóng túng ương bướng đã bắt đầu hiếu kính cha mẹ, cũng bắt chước ăn chay niệm Phật theo. Cả nhà đồng tu, chắc chắn trí huệ xuất hiện. Chồng bà càng dốc sức ăn chay phóng sinh. Họ học Phật chưa đầy 4 năm đã trở thành một gia đình Phật hóa, sống gương mẫu và hạnh phúc đến nỗi nhiều người nhìn vào phải thèm muốn ước ao. Vì sao gia đình Phật hóa này lại gặp tai nạn bất ngờ như thế? Sự tình phát sinh bắt nguồn từ một tháng trước. Sáng hôm đó bà Vương đi chợ, người bán rau có ý tốt tặng cho bà một mớ đậu ăn thử. Đậu này nếu ăn sống thì không ổn, bà Vương do không rành nên đã ăn sống. Kết quả bà bị thổ tả, sức khỏe suy yếu khó kham. Do máu huyết không đủ, chứng đau lưng của bà tái phát. Hay tin này rồi, tôi vốn là thầy thuốc, việc nghĩa chẳng từ nan, liền vội đến nhà bà chuẩn trị. Kết quả chứng đau lưng đã thuyên giảm. Lúc này trời đã khuya, khi tôi giả từ ra về, bà Vương liền nhờ chồng và con gái hộ tống tôi về nhà. Họ đưa tôi về xong, trên đường quay về thì xảy ra hiểm nạn như thế. Đêm đó, khi tôi nghe tin họ bị đụng xe rồi, thì suốt đêm cứ trằn trọc lo lắng, không thể nào chợp mắt được. Hôm sau, tôi mang tâm tư ấy nấy qua thăm, còn chuẩn bị cơm tối đem tới nhà họ. Điều khiến tôi kinh ngạc là, trải qua một trận tai nạn kinh hoàng như vậy, thế mà cả nhà họ Vương tâm thái rất tốt, ai nấy đều xúm nhau sám hối sát nghiệp đã tạo trong dĩ vãng. Đồng cảm ơn Phật lực gia trì khiến họ tội nặng được trả báo nhẹ nên mới bình an. Cả nhà họ Vương hiểu sâu sắc rằng quả báo thống khổ này nhất định là do nhân xấu kiếp xưa họ từng tạo, khó thể dung thứ. Kinh Đại Bảo Tích nói, giả sử trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội đủ thì quả báo đến liền thọ. Phật vì chúng ta tuyên thuyết chân lý thường hằng bất biến của vũ trụ, nguyên nhân xảy ra tai nạn xe bất ngờ này bắt nguồn từ một lỗi lầm thê thảm. Giờ tôi xin kể ra câu chuyện nhân quả này để mọi người thêm kiên định đạo tâm, cùng dứt ác hành thiện. Truy về nguồn cội, té ra hạt giống không lành này
được gieo vào đời Thanh. Thuở xa xưa đó, bà Vương, Tiền Khôn và đứa con gái Linh Linh đều là nam nhân, đồng kết bái huynh đệ, đối với nhau thân thiết như ruột thịt. Lúc đó, cả ba đồng làm quan cho triều đình, họ cư xử chính trực với người, không dung túng giả ngụy. Do vậy mà đắc tội với những kẻ có tâm địa tiểu nhân. Nhóm quan bụng dạ xấu xa này âm thầm cấu kết, lợi dụng trong tay đang có quyền lực, đã nhiều phen ám hại, hòng loại trừ ba người này, xem họ như cái gai trong mắt. Nhưng bao lần lập mưu gian đều không đạt thành. Cuối cùng, trong một vụ xử trọng án đoạt quyền soán vị, đám quan ác này đã rắp tâm giá họa vu oan cho ba người là đồng đảng phản tặc và đang ngụy tạo vật chứng, nhân chứng đầy đủ. Kết quả, triều đình lập tức truyền lệnh truy nã. Ba người này được mật báo trước nên kịp thời đào nạn, trốn vào thâm sơn. Nhưng đám quan tiểu nhân không nản lòng, chúng liên kết hợp tấu với triều đình, cho bắt những bạn bè thân thích từng quan hệ mật thiết với họ đem trừng phạt nặng, làm lớp chết, lớp bị thương, gieo hoảng loạn trong lòng người, khiến cho không ai dám giúp ba người này nữa. Trốn tại thâm sơn hoang vu vắng bạc bóng người, cả ba kẻ hàm oan không hề hay biết chuyện này. Về sau, khi nhận được hung tin các thân hữu của mình bị liên lụy, đã lãnh thảm nạn cả rồi, thì họ đồng hiểu lầm, cho là do Trương Đại Nhân, người xét xử án, đã cố ý hãm hại họ. Thực ra, Trương Đại Nhân tuyệt không phải là người xấu, ông bị ép phải xử án này. Nhưng ngay khi vừa tiếp nhận án, thì chính ông đã phái người ngầm báo tin cho ba người hay trước, để họ kịp đào nạn. Do không biết rõ mình được ông âm thầm cứu nguy, nên ba người đồng phát thệ sẽ báo thù cho những người bạn bè thân thích của họ. Sau khi bàn bạc xong, vị đại ca là Linh Linh bèn phát thảo mưu kế đánh lừa Trương Đại Nhân. Họ bắn tin hẹn ông ra ngoại thành vào rừng gặp nhau, và cho nhị ca tức Tiền Khôn phục sẵn, rồi từ phía sau bất ngờ tấn công đánh úp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại ông Trương. Phần tam đệ là bà Vương đời này có bổn phận canh chừng. Thời đó, tôi là một trong những thân thích của họ. Khi tôi vào rừng, chứng kiến hành động của ba anh em kết bái này, chẳng những tôi không can ngăn, mà còn mang theo thức ăn tiếp tế hỗ trợ. Tôi lấy bánh bao đưa cho họ ăn. Ba người ăn no rồi, thì vội đem xác ông Trương thiêu hủy và chạy trốn. Phần tôi thì giả vờ như không hay biết chuyện gì, lo di tản đi xa, bỏ về quê. Từ đó, Trương Đại Nhân bạc tinh ở chốn dân gian. Vì vậy mà đời này tôi cũng phải thọ báo. Ngày tối đó, khi mang thức ăn vào trong nhà bếp cho vương cư sĩ, tôi mới cầm cốc lên chuẩn bị rót trà, thì bỗng trợt chân té nhào xuống đất, và cái cốc vụt tay văng tưng rồi rơi xuống đền gạch, kêu một tiếng nhưng không vỡ. Điều này khiến mọi người âm thầm thấm thía nhân duyên quả báo. Chúng tôi đều hiểu rõ, nếu không giờ chúng tôi đồng phát tâm tu theo Phật Pháp, thì quả báo khủng khiếp có thể tưởng tượng được. Vì nhân như thế, ắt quả phải như thế. Sau khi về nhà mình rồi, tôi ôm mãi niềm ăn năn dây dứt, thầm sám hối trong lòng, vì đời quá khứ đã từng hợp lực làm hại Trương Đại Nhân tốt bụng. Trước bệ Phật, tôi quỳ tụng bảy biến kinh Địa Tạng, thiết tha hồi hướng cầu siêu cho ông Trương. Ngày thứ ba, khi tôi tụng hồi hướng xong, đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng nói thật nhẹ. Tôi đi đây. Tôi liền bảo ông ta. Tôi mong anh quy y Tam Bảo, niệm Phật thật nhiều, dứt ác hành thiện, khéo phát đại bồ đề tâm, làm lợi ích chúng sinh. Cầu anh ngay đây được giảng sinh thiện đạo, thính pháp nghe kinh, tu hành thật tốt, sớm đến bờ giác. Qua việc này có thể biết, tất cả những gì ta gặp trong đời đều không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà do quả báo chiêu cảm thuộc về nhân gieo thuở trước. Chỉ vì chúng sinh mê muội nghiệp nặng, nhìn không thấu, vậy mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thế nên khi đối diện với hoàn cảnh trong gai không thuận lợi,
phải bình thản tiếp nhận báo ứng, nỗ lực tạo nghiệp tốt, lo sửa lỗi, hành thiện, dốc sức tu trì để cứu chuộc lỗi xưa. Lời người dịch. Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc, vì sao gia đình Tiền Khôn biết được nguồn cội ân oán đời quá khứ? Tất nhiên, Quả Hồng thì dư biết điều này rồi, nhưng nhà Tiền Khôn là gia đình Phật hóa, tu hành nghiêm cẩn theo Phật Pháp. Nếu không biết quá khứ thông qua định lực, thì vẫn có thể mộng thấy, hoặc do người báo oán nhắc. Xin dẫn chứng bằng hai câu chuyện. Một, Phật tử Diệu Ân kể tôi nghe, chỉ có người bạn là X cứ than thở sao mình vướng phải nợ nần khốn khổ. Vì vậy, X đã trì kinh và chí thành nguyện trước Phật, xin cho mình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đó, X nằm mộng, thấy kiếp trước mình vào nhà người, gặp món tiền rất lớn, người ta để hớ hên. X khởi tâm tham, trộm lấy, chưa kịp cất, thì bỗng có nhiều người bước vào nhà. Hoảng sợ, nên X vội lao vào nhà vệ sinh, bỏ tiền vào bồn cầu, bấm nước dội phi tan để không bị lộ tẩy là mình ăn cắp. Dù tiền đó chưa xài được, nhưng tội đã tạo thành. Do vậy mà đời này, X phải trả nợ triền miên. Thức dậy, X tỉnh ra và nguyện từ đây tu sửa đàng hoàng, không còn than thở vì nợ vô lý ập đầu nữa. Kể xong câu chuyện này, X nói, mình làm mình chịu chứ trách ai, gieo nhân xấu thì phải gặt quả không lành thôi. 2. Một người bạn khác của Diệu Ân kể rằng, đêm đó, cô đang ngồi trì chú Đại Bi, thì bỗng dưng nhìn thấu xuống địa ngục, thấy mẹ mình bị hành hình thê thảm, đang khủng khiếp về cảnh tượng địa ngục, thì cô nghe tiếng xe chồng cô chạy về và bừng tỉnh. Sau việc đó, cô phát nguyện từ đây vĩnh viễn tu hành để thoát ly cõi khổ. Đây là việc thường xảy ra, cho nên những cảnh giới kiếp trước hay cõi khác, người bình thường cũng có thể thấy đến, chứ không phải có thần thông mới biết. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0,1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thì lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện